các bạn nhỏ phụ họa cho Phúc Viên. Phúc Viên ơi, con có thể ở đây trò chuyện với chú một tí được không? Chị thấy là con rất là dũng cảm này. Bởi vì sao? Bởi vì con là người đầu tiên, thí sinh đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Con là người mở màn tất cả các tiết mục. Thế thì con có thấy run không? Không ạ. Không run ạ? Một bạn nhỏ đã tặng hoa này. Con rất yêu thích đúng không? Và con thấy phần thể hiện của mình như thế nào? Con có bằng lòng với phần thể hiện của mình không? Con có không? Rất là phúc.